ta tiếp tục về tìm số nguyên tố. Thì liên quan tới số nguyên tố, chúng ta phải hết sức để ý tới tính chất lẻ của nó, và có thể xét tới đồng dư 2, 3, 5. Tính chất lẻ chính là đồng dư 2, đúng không? Và đồng dư 3 với lại có thể là 5. Đấy là mấu chốt liên quan tới những bài số nguyên tố. Tìm số nguyên tố, biết chúng là tổng của hai số nguyên tố mà đồng thời cũng là hiệu của hai số nguyên tố. Vậy thì cái loại này thì đương nhiên mình đang mà mịt này, thì đầu tiên, bước đầu tiên chúng ta sẽ làm gì cả lớp? Đưa về chữ số đi cho nó dễ nhìn, đúng không? Đầu tiên nhìn này là nó tương đối mờ mịt một chút. Vì vậy chúng ta sẽ giả sử các số nguyên tố đó là, vậy đây sẽ là có mấy số nguyên tố? Các bạn thấy là đối với cái đề bài như vậy thì chúng ta cần tìm mấy mấy số nguyên tố đây? Hai, không đúng. Sai, hai, sai liền. Ba cũng không đúng. Bạn 4 cũng không đúng, mà nó là 5 số. Đấy nhá, 5 số nguyên tố. Đây, tìm số nguyên tố. Đây là biết gì đây? Biết nó là tổng của hai số. Biết dùng cái từ chỗ này chính xác là nó là tổng của hai số nguyên tố. Vậy đây có hai số nguyên tố này, một số là phải tìm này. Biết số này bằng tổng của hai số nguyên tố, và đồng thời cũng là hiệu của hai số nguyên tố. Vậy thì bài này chúng ta thấy rằng là gì đây? Nó có 5 cái chúng ta cần phải tìm, chứ không chỉ có 2, đúng không? Vậy chúng ta sẽ là gọi các số nguyên tố phải tìm là, đúng không? Gọi cái số nguyên tố phải tìm. Tìm thì chỉ có 1, thế nhưng thực ra thế mà nói là chúng ta phải tìm tới 5 số. Số phải tìm là A. A sẽ bằng gì đây? B. Nó là tổng của hai số nguyên tố, vậy B cộng C, và nó cũng là hiệu của hai số nguyên tố D trừ E, đúng không? Trong đó A, B, C, D, E là các số nguyên tố. Đó, vậy mấu chốt khi làm số nguyên tố, chúng ta không bao giờ được quên cái tính chất lẻ của nó là cái đầu tiên. Đấy là tính chất lẻ, và sau đó mới tính tiếp. Vậy các con nhìn thấy cái này thì các con có cái nhận xét gì không? Có cái nhận xét gì không? Chúng ta luôn luôn nhớ có duy nhất một số nguyên tố chẵn, đó là số nào nhỉ? Số 2. Vậy thì nếu như chúng ta bỏ qua số 2 thì các con thấy có vấn đề gì ở chỗ này không? Tất cả các số à, tất cả các số, rồi đấy mấu chốt vấn đề à, tức là sao, nếu chúng ta bỏ qua cái số nguyên tố 2 là số đặc biệt nhất thì sẽ có vấn đề ở chỗ này. Khi đó tất cả các số này là số nguyên tố, thế nhưng B và C lúc đó chẵn hay lẻ? Nếu như bỏ qua số 2 đều lẻ, đều lẻ thì tổng chẵn, đúng không? Tổng chẵn với A có thể là số nguyên tố được không? À, đó, đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu như bỏ qua số 2 thì sẽ có vấn đề. Do đó chắc chắn sẽ phải liên quan tới số 2 ở đây. Vậy sẽ lập luận như nào? Các con thấy tổng của hai số nguyên tố thì các con thấy rằng là bé nhất là số 2 rồi, cộng với lại một số khác nữa. Vậy thì tổng của hai số nguyên tố này luôn lớn hơn 2 không? Có. Do đó gì? Do đó A gì? A là một số nguyên tố lớn 2, với A lẻ. A lẻ, với tổng của hai số mà lẻ thì chắc chắn phải có một số thế nào nhỉ? À, đó, đấy chính là mấu chốt giải quyết bài toán này. Đó, vậy chúng ta thấy cái thứ nhất đó là gì? Đó là cái A bằng B cộng C này thì đương nhiên phải luôn lớn hơn 2 rồi. Do B, C là tổng của hai số nguyên tố. Đúng chưa? B cộng C lớn hơn 2. Do đó đương nhiên là A lẻ. Mà A lẻ lúc đấy kéo theo chúng ta có B cộng C và D trừ E, nó sẽ lẻ. Lẻ, vậy thì trong những số này chúng ta thấy gì đây? Có hai vấn đề. Thứ nhất là hoặc này, hoặc D và E. Thứ nhất rồi đây, bây giờ quên, không phải hoặc mà là trong các số, dùng từ cho nó chính xác, đó là gì đây? Trong hai số D và E phải có một số gì? Có một số chẵn, đúng không? Bởi vì nó không thể cùng chẵn, cũng không thể cùng lẻ được. Do đó nó phải có một số chẵn. Vậy thì chắc chắn anh nào chẵn đây? Đương nhiên điều kiện chỗ này chúng ta thấy gì đây? Phải thêm cái D lớn hơn E.
À mà có một số chẵn thì từ mà d gì đấy lớn hơn e. À, do đó e bằng 2. Đó, e bằng 2 mấu chốt. Và thứ hai, trong hai số b và c cũng phải có một số chẵn. Vậy giữa hai số này có một số chẵn, chúng ta thấy này, b cháo vị trí cho c hay c cháo vị trí cho b, nó đều chỉ là tổng của hai số thôi. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể gì? Giả sử b lớn hơn c. Đúng không? Giả sử b lớn c. Vậy lúc đó chúng ta đóng đinh được một số nào chẵn chưa? À, do đó c bằng 2. À, vậy đến đây chúng ta có vậy nhá. Vậy a nó sẽ là gì đây? Vậy a bằng này, b cộng 2, đúng chưa? Và cũng bằng b trừ 2. Cái này là các số nguyên tố. À, là số nguyên tố thôi, bởi vì nó chỉ có là số nguyên tố này. Thế nhưng d và b cũng là số nguyên tố. Vậy các con làm sao xử lý được chỗ này? Đây lại là một bước nữa. Đó, vậy bây giờ có bạn nào nhìn ra chỗ này không? Mấu chốt giải quyết bài này, đây đến bước này chúng ta là làm xử lý được tới 80% rồi, nhưng bước này làm sao xử lý cho hay đây? Vậy các bạn thấy đặc điểm của các số này là gì? Đấy nha, nó cách nhau bao nhiêu đơn vị? 2 đơn vị. À, vậy làm sao để cho rõ cái cách nhau hai đơn vị đây? Vậy từ đây chúng ta thấy này, b bằng gì đây? A trừ 2. D bằng gì? A cộng 2. Và số A bản thân, vậy chúng ta thấy đây là gì? Đây là ba số nguyên tố. Ba số nguyên tố mà lại cách nhau hai đơn vị. Mà lại là, đương nhiên bây giờ nó sẽ là các số nguyên tố lẻ rồi. Vậy thì các con suy ra điều gì không? Ba số nguyên tố mà cách nhau hai đơn vị. Đây chính là mấu chốt. Đây là cái nhận xét nha. Cái nhận nhưng mà vấn đề làm sao lập luận được? Nhớ đâu nó là những số trên thì sao? Tại sao? Nhớ đâu nó là những cái số nguyên tố lẻ liên tiếp sao? Nhớ đâu có rất nhiều những số lớn mà là ba số lẻ liên tiếp thì hoàn toàn có thể là ba số nguyên tố thì sao? Đó, mấu chốt chỗ này là này, các số cách đều nhau hai mà ba số lẻ liên tiếp thì chắc chắn có một số thế nào đây? Các con thử xem, chắc chắn có một số thế nào? Chắc chắn có một số. Thử xem. Như thầy nói liên quan tới số nguyên tố chúng ta còn phải nghĩ tới gì? Đồng dư hoặc là xét chia hết cho số nào nhỉ? Không, đấy là con nhìn bảng số nguyên tố hoặc là con nhớ con nói vậy, nhưng mà trong bảng số nguyên tố nó còn hàng nghìn hàng vạn số, dãy số nguyên tố là vô hạn, thì nhớ là lên tít trên cao nó còn nữa thì sao? Mấu chốt đây, các con thử các số lẻ liên tiếp một cách nhau hai, các con thấy có đặc điểm gì? Sẽ có một số chia cho 3. Mấu chốt nó là như vậy. Các con hiểu ra vấn đề chưa? À, đúng rồi. Tức là sao? Trong 3 số lẻ liên tiếp luôn có một số chia cho 3. Mà 3 số này là các số nguyên tố. Vì vậy số bé nhất phải là số mấy? 3. Số 3. Ờ đó, mấu chốt đây này. Cách nhau 2 đơn vị. Đây chính là mấu chốt xử lý bài này, bước này. Đó là luôn có một số, luôn có một số chia cho 3. Đó, 3 số nguyên tố mà nó có lẻ. Do đó chúng ta khẳng định chắc chắn có, luôn có một số chia cho 3, 3 số lẻ liên tiếp. Đó, vậy tuy nhiên chúng ta phải chứng minh cái điều này. Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta, đây chính là chỉ là nhận xét bên ngoài nhá. Đến cái bước giải này là thầy đưa vào cái bước đấy để chúng ta lưu ý mấu chốt. Vậy từ đây giải tiếp thì ta sẽ làm như nào? Nhận xét này là ba số nguyên tố lẻ. Bây giờ chúng ta có này,
Vậy B bằng này là các số nguyên tố ta có A luôn lớn hơn 3. Vậy từ đây mà A là số nguyên tố, A lớn bằng 3 chứ quên. Có đúng không? Bởi vì là nó chỉ lớn hơn 2 thôi này. Bằng B cộng 2, vậy thì nhớ đâu nó có thể bằng 3. Tuy nhiên là số nguyên tố thì ít nhất là nó phải là B là bằng 2 nữa chẳng hạn. Đấy là giả sử như vậy, hoặc bằng 3. Do đó chúng ta có thể là đưa dấu bằng hoặc là không đưa dấu bằng vào cũng không sao. Đúng không? A luôn lớn bằng 3 mà A là số nguyên tố. Vậy thì lấy hẳn lớn hơn đi. A lớn 3, A là số nguyên tố. Do đó A không chia cho 3. Làm như thế là bị bộ lắm đấy, nhưng mà. Đúng không? Vậy chúng ta có hai trường hợp. A sẽ có dạng là 3K cộng 1. Mà A bằng 3K cộng 1 thì các con thấy số nào sẽ chia cho 3 đây? D bằng A cộng 2. Đúng không? Suy ra D bằng A cộng 2 sẽ có dạng 3K cộng 3 chia hết cho 3. Đúng không? Đó. Mà D thì lớn hơn A, do đó đương nhiên D lại lớn hơn 3. Do đó D là hợp số. Mà là hợp số thì đương nhiên loại. Ok chưa? Hoặc trường hợp thứ hai, đó là A bằng 3K cộng 2. A bằng 3K cộng 2 thì chúng ta thấy vấn đề ở đây là gì? A bằng 3K cộng 2 thì khi đó chúng ta thấy cái số nào nhỉ? B bằng 3. B bằng 2 thì B sẽ bằng A trừ 2. Nó sẽ bằng 3K chia hết cho 3. Vậy thì B có chỉ có thể bằng mấy? Mà B là số nguyên tố. B là số nguyên tố, do đó B bằng 3. Rồi, vậy chúng ta tìm ra được mấu chốt B bằng 3. Mà tìm ra B bằng 3 thì xong hết rồi, có đúng không? B bằng 3, vậy thì thay vào đây. Đó. Hoặc là thay vào đây, cũng giống như nhau. Từ đây chúng ta có A bằng B bằng 3 thì A bằng 5 và D bằng 7. Vậy chúng ta có số nguyên tố phải tìm chính là số 5. Nó bằng tổng của hai số nguyên tố 2 cộng 3 và nó bằng hiệu của hai số nguyên tố đó là 7 trừ 2. Đó là liên quan tới tính chất số nguyên tố. Với các bạn thấy nó cũng mặc dù là dùng loanh quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái tính chất chia hết hoặc là chẵn lẻ thế nhưng mà nó cũng tương đối khó, đúng không? Đúng chưa? Đó, học về số nguyên tố với số học nó vậy đó. Tìm các số nguyên tố PQ sao cho 7P cộng Q và PQ cộng 11 là các số nguyên tố. Với cái đầu tiên chúng ta như thầy vẫn nói liên quan tới những biểu thức về số nguyên tố, chúng ta phải quan tâm tới cái gì nhỉ? Quan tâm tới gì? Đúng rồi. Tính chất lẻ. Vậy có bạn nào suy ra ngay được vấn đề chưa? Đó, bao giờ này. Đó là gì đấy? Vậy bây giờ chúng ta thấy suy ra được cái gì không? B bằng 11 ha. Tại sao? Trong B quen là tồn tại một số là S. Có cộng về nó đi. Ra về à? À, tức là sao đây? Chúng ta thấy chúng ta số này à. Nhân với nhau thì nó sẽ ra số này. Còn nếu mà chắc chắn sẽ có một số này thì ra. À, bây giờ các con có thể nhìn ra vấn đề rồi. Nhưng vậy thì sau khi nhìn ra vấn đề đấy, chúng ta sẽ lập luận như nào? Vậy chúng ta thấy này, các con thấy rằng là PQ là sát các số nguyên tố, nhưng về vấn đề các con nhận xét gì về cái số này? Nó luôn lớn hơn 11 không? À, đó, gò nó lại để cho đúc rút ra nhanh. Luôn lớn hơn 11 mà lại là số nguyên tố. Vậy thì nó sẽ thế nào? Lẻ. Đó, đóng đinh anh này luôn luôn lẻ. À. Do đó P nhân Q thế nào? À, chẵn. Chẵn mà hai đô số này là các số nguyên tố. Vậy thì chúng ta thấy rằng là suy ra gì đây? Phải có một số bằng 2, chính xác. Do đó mà PQ lại kết hợp với nó là số nguyên tố. Do đó chắc chắn phải có một số bằng 2. Tức là chúng ta có hoặc P bằng 2 hoặc
quy là một. À, vậy bây giờ chúng ta xét các trường hợp. Trường hợp 1 đó là gì? P bằng 2. À, tại sao mình không giả sử nó là P lớn hơn Q được? Bởi vì cái này nó không bình đẳng giữa P và Q. Ví dụ chỗ này người ta bảo 7P 7Q thì chúng ta thấy nó mới là bình đẳng giữa P và Q. Cái biểu thức sau bình đẳng giữa P và Q nó chỉ là hai số cháo, nhưng cái anh này lại khác. Hoặc chỗ này bỏ số 7 đi, chỉ là P cộng Q thì nó lại khác. Nhưng có 7 lần anh thứ nhất nhưng anh thứ hai chỉ có một lần, vì vậy nó không phải là bình đẳng. Các con nhớ nhá, khi nào các biểu thức bình đẳng dạng coi như thay cái anh này bởi anh kia thì biểu thức vẫn y hệt, thì đấy chính là bình đẳng. Còn cái loại mà là thay số này bởi số kia nó khác đi thì đấy là không bình đẳng nữa. Đúng không? Vậy chúng ta có trường hợp 1 là P bằng 2. Khi đó theo đề bài chúng ta có P bằng 2 là 14 cộng Q và 2Q cộng 11, nó phải là số nguyên tố. Vậy từ đây các con thấy người ta bảo tìm tức là chỉ là ra được những cái số mà số nguyên tố cụ thể hoặc là không có. Mà thường những số nguyên tố cụ thể thì thường người ta sẽ cho nó là những số gì nhỉ? Nhỏ nhỏ thôi, chứ không ai đi tìm những cái số mà vút chỉ ở tận đâu. Vậy thì từ đây chúng ta cần phải là chỉ ra được P, Q nó và cái số bé bé. Đó là bước tiếp theo chúng ta sẽ để ý tới tính chất gì cả lớp? Chắc lẻ thì mình dùng mất rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì đấy? À, chia hết. Không bao giờ được quên, sau khi hết tính chẵn lẻ rồi thì chúng ta phải để ý từ tính chia hết. Mà chia cho mấy? Thường là cứ phải được chú ý chia cho mấy trước? 3. À, 3 không được thì thử tới 5. Vậy bây giờ chúng ta thấy đây là các số nguyên tố và nó còn thế nào đây? Còn lẻ. Vậy thì chúng ta thấy Q là số nguyên tố. Vậy nếu như mà chúng ta nên xét Q khi chia cho mấy đây? À, Q. Vậy bây giờ chúng ta thử nhá. Nếu Q chia 3 dư 1 thì các bạn thấy điều gì đặc biệt? 14 chia 3 dư 2. 14 cộng Q chia cho 3, cộng 1 chuyển vào đây thành 15 này, chia cho 3. Thế còn nếu Q chia 3 dư 2? Nếu Q chia 3 dư 2 thì chia là 6K cộng 13. Chia 3 dư 2. À, phải để ý nhá. Nhầm này, chia 3 dư 2. Vậy thì chúng ta thấy cái dư 2 nhân với 2 đây thành dư 4. Dư 4 cộng 11 lại thành dư 15. Vậy có chia hết không? Có. À, vậy chúng ta thấy Q mà lớn hơn 3 cái thì tự nhiên một trong hai số này chia cho 3. Vậy các con thấy đối với lại mà tìm số nguyên tố dạng nhỏ như lớp 7, lớp 6 chúng ta học ấy, thì thường là cứ chú ý tới cái tính chất chẵn lẻ là một này. Xét đồng dư 3 hoặc 5. Cái đấy là cái chúng ta lưu tâm hàng đầu luôn. Vậy chúng đây từ đây chúng ta thấy nếu Q lớn hơn 3. Nếu Q lớn hơn 3 thì đương nhiên Q không chia cho 3. Vậy xét các trường hợp Q mà có dạng 3K cộng 1. Thay vào đây, chúng ta thấy 14 cộng Q sẽ có dạng là 3K 14 cộng 15. Này chia hết cho 3 và lớn hơn 3. Đúng không? Nó lại lớn hơn 3 nữa. Q lớn hơn 3. Do đó, 14 cộng Q lớn hơn 3. Chia cho 3 mà lớn 3, do đó nó là hợp số và đương nhiên là loại. Trường hợp thứ hai thì chúng ta nhầm sơ sơ rồi. Q bằng 3K cộng 2. Tương tự. Nhưng mà chỗ này thầy ghi tắt thôi cho đỡ mất thời gian. Chúng ta sẽ chứng minh được 2Q cộng 11 thế nào đấy? Chia hết cho 3. Và 2Q cộng 11 cũng lớn hơn 3. Do đó nó là hợp số và chúng ta cũng loại. Vậy thì chỉ có trường hợp Q bằng mấy đấy? Nếu Q bằng 3 loại, vậy từ đây ta có Q bằng 3. Đó. Vậy chúng ta có P bằng 2. À, vậy trường hợp 2 xem nào, liệu chúng ta có xét theo mô đun 3 được nữa hay không? Các con thử nhắm nhanh xem nào. Trường hợp 2 thì sao? Các con nhắm nhanh ra nháp nhá. Ngoằng 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 tí xíu, nhìn xem là liệu xét đồng dư mấy thì được đây. Đảo ngược lại. Cũng là xét đồng dư 3 hả? Có ra không? Ra ngược lại. Cũng là ngược lại, cũng nghiền như vậy đúng không? À, do đó trường hợp 2 tương tự nhá.
Đó, tức là sẽ không có cần phải đi xử lý nữa. Những cái này các bạn là có thể tự làm được, xét y hệt như vậy thôi. Đó. Rồi, bạn nào muốn ghi chép hay là ấy thì ghi nhanh lên nhá. Còn nếu không, các bạn có thể ưu tiên chụp ảnh màn hình ấy. Rất là nhanh. Đấy, cái loại một biến mà lại là biểu diễn nhá, một số nguyên tố người ta cho biểu diễn dưới dạng N. Vậy thì loại này chúng ta thấy, quan sát thấy gì đặc biệt không? Mấu chốt vấn đề là bài này là số nguyên tố. Vậy nếu như mà nhìn theo tính chẵn lẻ, liệu có ra được vấn đề không? Có. Có không? Đấy nhá, ví dụ này. Nhưng nhớ đây là tìm số tự nhiên, à chứ lại không phải là tìm số nguyên tố. Số tự nhiên. Ví dụ các con mà là xem cái này là số nguyên tố. Ví dụ các con mà xét theo tính chẵn lẻ thử xem nhá. Ví dụ như là cái này là số lẻ thì n bình thường là bao nhiêu? Ví dụ là n chẵn đi. Thì khi đó trừ 1 nó vẫn là số lẻ. À chịu. Xét theo đồng dư 3 thì chúng ta thấy lại phải đi thử trường hợp 1. Ví dụ bình phương thì chúng ta nên, nhưng liên quan tới lượng bậc 3 rồi. Thì có nên không? Không. À, vậy thì chúng ta thấy đặc điểm của những loại bài này nên giải quyết như nào? Phần phối này. Đó là gì? Phần phối. Rút gọn cái n mũ 3 trừ n mũ 2 cộng n trừ 1. Ừ. Rút gọn như nào? À. Thay là n mũ 3 trừ n mũ 2 cộng n trừ 1 và sẽ bằng n mũ 2 nhân cho n trừ 1 cộng cho n trừ 1. À rồi, ok. Tức là mấu chốt của những loại bài dạng này, người ta cho n dưới dạng biểu thức, à cho số nguyên tố mà dưới dạng biểu thức như vậy, thì chúng ta thấy rằng là đi theo những cái tính chất chia hết là rất khó. Nhưng có một cái hướng nữa chúng ta cần phải nhớ, đó là đặc điểm quay về nguồn gốc sơ khai của số nguyên tố, đó là gì? Chỉ có hai ước là gì nhỉ? Một và chính nó. À, vậy chúng ta thấy những cái loại bài kiểu này thì người ta cho để chúng ta bao giờ thế sẽ phân tích được thành nhân tử, hay còn gọi là đưa về dạng tích. Đó, đưa về dạng tích nữa. Đưa về dạng tích thì đương nhiên chúng ta cần phải gì? Tìm nhân tử chung. Đấy, tìm nhân tử chung, đưa về dạng tích. Đấy, thì từ đây chúng ta thấy như ban nãy có một bạn ghép rất nhanh, đúng không? Lộ rồi, đó là gì đây? Chúng ta thấy ghép như thế nào để tìm được thừa số chung, hay còn gọi là nhân tử. Đối với lớp 6 thì gọi là thừa số đi, cho các bạn vẫn còn quen một chút. Đó là tìm thừa số chung. Vậy thừa số chung ở đây thì đương nhiên mình phải ghép lại rồi, ghép từng cái một xem sau đó nó sẽ thừa số chung là gì. Vậy thì ghép ngay hai đầu tiên, các bạn thấy thừa số chung của các lũy thừa cùng cơ số thì thường người ta sẽ đặt cái gì đấy? Lũy thừa bé ra ngoài, đặt n bình phương ra ngoài, trong ngoặc còn gì? À, cộng n trừ 1 này. Bắt đầu ta biến đổi, đến đây có thể ghi là giải luôn được rồi. Đó là đặt n bình ra ngoài, trong ngoặc còn n trừ 1. Vậy đặt ra như vậy chúng ta nhìn ra thừa số chung chưa? Rồi, đúng không? Tất nhiên có nhiều bạn lại hỏi thế tại sao không ghép cái khác. Thì đơn giản là chúng ta ghép âm n bình với n cũng có thừa số chung. Nhưng n mũ 3 trừ 1 lên lớp 8 thì chúng ta có cách nhìn nhanh biết được liền. Nhưng lớp 6 thì chúng ta vẫn chưa thể biết được, trừ khi dạy trước chương trình về cái nhìn về hàng đẳng thức n mũ 3 trừ 1 phân tích thành nhân tử. Do đó là ghép thì chúng ta thấy ghép ngay hai đầu cái có thừa số chung ngay. Vậy mình đặt n trừ 1 ra ngoài, trong ngoặc còn gì đấy? N bình phương cộng 1. Cái này phải là số nguyên tố. Mà đặc điểm của số nguyên tố thì chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Đúng không? Mấu chốt ở đây, loại này chính là mà số nguyên tố thì chỉ có hai ước, đó chính là 1 và chính nó. Vậy thì từ đây chúng ta có hai trường hợp, đó là gì đây? Đây là chúng ta thấy hai anh này dưới dạng tích, anh này. Do đó phải có một anh bằng 1, đúng không? Và anh còn lại thì thế nào?
Phải là số nguyên tố, đúng rồi. Vậy trường hợp 1 đó chính là n trừ 1 bằng 1 và n bình phương cộng 1 phải là số nguyên tố. Trường hợp 2 đó chính là gì đấy? Ngược lại, n bình phương cộng 1 bằng 1 và n trừ 1 phải là số nguyên tố. Đó, chỉ có hai trường hợp thôi. Những bài dạng này cứ đưa về dạng tích, áp một trong hai. Vậy đến đây ta giải ra, từ đây ta có này, n trừ 1 bằng 1 tức là n bằng 2, n bằng 2 và n bình cộng 1 ở đây tức là 2 bình phương cộng 1 phải là số nguyên tố. Vậy cái này có thỏa mãn không? À, thỏa mãn. Vậy chúng ta có một anh giá trị n bằng 2, đúng chưa? Thế còn anh này thì sao? N bình cộng 1 bằng 1 thì n bằng mấy? N bằng 0. 0 trừ 1 bằng bao nhiêu? Âm 1 là số nguyên tố. Vậy cái này lấy hay bỏ? Đương nhiên là loại, đúng không? Và chúng ta chỉ có một kết quả, đó là n bằng 2. Thế ví dụ phát triển từ bài toán này lên thì hoàn toàn người ta sẽ cho, có thể cho những dưới dạng này. Ví dụ này, cũng từ bài này bây giờ chúng ta thấy đối với lớp 6 thì hoàn toàn có thể cho mấy cái biểu thức dạng như vậy để chúng ta đặt thừa số chung nhá. Đó. Thế tuy nhiên người ta lại cho cái dạng mà coi như là phức tạp hơn một tí chẳng hạn. Ví dụ 1 cộng 2 cộng vân 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 cộng n. Đấy, để so cái này là số nguyên tố. Vậy chúng ta có làm được không? Tức là người ta chỉ biến đổi đi một tí để chúng ta phải rút gọn những biểu thức. 1 cộng vân vân cộng n nó chính là gì? N nhân n lại đưa về dạng tích. N nhân n cộng 1 hay trừ 1? N nhân n cộng 1 chia 2 là số nguyên tố. À đó. Vậy thì đối với loại này chúng ta thấy có thể xét n chắc n lẻ để làm gì? Để rút gọn phân số đi, sau đó áp cho 1, 2 anh, đúng không? Tuy nhiên rút gọn đi thì chúng ta thấy là bây giờ đơn giản là n và n cộng 1 rút gọn đi thế thì đúng rồi, cũng xong. Xét n chắc n lẻ để cho đỡ bị dính mẫu số, sau đó đưa về dạng tích y như bình thường. Đó. Tương tự như vậy thì có thể cho một cái tổng có quy luật chẳng hạn 1 cộng 3 cộng 5 cộng vân vân vân. Nhưng cái này thì nguyên lẻ khác rồi thì tổng là nó sẽ là chắc thì không nói. Ví dụ cho khoảng cách là 4 chẳng hạn, 1 cộng 4 cộng 7 khoảng cách 3 vân vân chẳng hạn, thì cái số cuối nó phải là 3k cộng mấy, 3n cộng mấy, 3 chia 3 dư 1, 3n cộng 1 là số nguyên tố chẳng hạn. Thì đấy là có những bài dạng tương tự như vậy, khi chúng ta xử lý thì chúng ta phải đưa về dạng tích, áp cho một anh bằng 1, cộng anh còn lại là số nguyên tố thì kiểu gì cũng ra. Đó. Chúng ta thấy vế phải nó là một bình phương, đúng không? Sao cho cái tổng này cũng là một số nguyên tố, tìm ba số nguyên tố liên tiếp sao cho. Vậy nếu như chúng ta quan tâm tới tính chất lẻ thì liệu có ra không? Ví dụ ba số nguyên tố liên tiếp, nếu như bỏ qua cái số bé nhất là số 2 thì ba anh này đều lẻ. Vậy nếu như cùng lẻ cộng lại, ba anh lẻ cộng lại nó vẫn lẻ mà. Vậy là mắc, đúng không? Vậy là mắc. Do đó là đi theo hướng chẵn lẻ không giải quyết được. Vậy thì bước tiếp theo cũng giống như thầy nói, đó là gì đấy? Loại này thì lại không đưa về dạng tích được rồi, cũng không được. Vậy thì chúng ta phải nghĩ tới cái gì nhỉ? Xét phép chia cho mấy? Cho 3. À đó, đấy chính là mấu chốt. Chia cho 3 trước, thử nhé. Vậy thì chúng ta thấy đây chỉ là dạng một bình phương. Từ đây chúng ta mới quan tâm tới vậy. Vậy thì một bình phương, khi chia cho 3 thì có thể dư mấy? Dư là gì? Mấu chốt. Các con thử xem nào. Một bình phương chia cho 3, cái đầu tiên là nó sẽ chia cho 3 đã, đúng không? Đây thầy đang chưa nói số nguyên tố nhá. Đang nói là một bình phương chia cho 3. Vậy cái số đầu tiên mà là chia, ví dụ vậy thì chúng ta nên thử với cơ số này nhá.
để thử xem một bình phương khi chia cho 3 hay chia cho 5 hay chia cho 8. Thông thường người ta hay đưa về bình phương thì hay xét đồng dư dạng như vậy đấy. Bần cùng lắm thì xét chia cho 9 hoặc là 16. Nhưng thường người ta quan tâm tới đầu tiên đó là 3, 5 và 8. Vậy muốn biết một bình phương chia 3 dư mấy thì rất đơn giản là chúng ta có thể thử với các số. À, hướng thứ hai. Tuy nhiên lớp mình học sinh giỏi, do đó chúng ta cần phải đi chứng minh cơ. Vậy bạn nào có thể chứng minh được cho thầy một bình phương chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1? Có bạn nào chứng minh được không? Đó, cần phải hiểu bản chất xét các số. Có bạn nào chứng minh được không? Một bình phương khi chia cho 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1. Và nhớ cái tính chất này nhé, để đến nữa chúng ta học sang cái chủ đề về số chính phương dùng rất là nhiều. Có bạn nào chứng minh được một bình phương chia 3 chỉ có thể dư 0 hoặc 1 không? Một bình phương chia 3 dư 1, hai bình phương chia 3 dư 1. Đấy là con đưa ra các con số cụ thể, nhưng thường đưa ra các con số cụ thể đấy chẳng qua là chỉ là mình nhát và mình dò sau đó là kết luận thôi. Nhưng chứng minh bằng bản chất thì người ta sẽ không làm như vậy. À, phải chứng minh dưới dạng tổng quát để chúng ta hiểu về bản chất. Tất nhiên các con mai mốt đi thi các con có thể dùng cái khẳng định này luôn được, cũng không sao. Nhưng chúng ta nên hiểu bản chất để chúng ta làm gì. Có thể rằng là phải đi xét các số chia 5 dư cao hơn, chúng ta biết cách thử hoặc biết cách chứng minh. Bình phương sẽ bằng P nhân P, và nếu P chia 3 dư 2 thì bằng 2 nhân 2 là dư 4. Chị chia 3 dư 4 ạ. Rồi, bây giờ này này, nhớ nhá, một bình phương được rồi. Con nói là có thể hiểu một chút, nhưng mà thầy sẽ đi chứng minh cái tính chất này này. Vậy thì đơn giản là một bình phương, thầy ký hiệu là A bình phương, cần xét số dư của A bình phương là một số bất kỳ cho 3. Vậy thì chúng ta đơn giản là gì đây? Xét số dư của A khi chia cho 3 thôi. Sau đó làm theo phương pháp bình phương, xét số dư của A cho 3. Vậy thì A khi chia cho 3 chỉ có thể có các số dư là gì cả lớp? Thứ nhất là A chia 3 dư 0. Vậy thì A sẽ có dạng gì? Chia cho 3. Chính xác là nên đưa về dạng tổng quát, sau đó chúng ta cứ làm như bình thường. Vậy khi đó A bình phương sẽ bằng 3K tất cả bình phương. Cái này bằng gì cả lớp? Bằng gì? 9K bình phương. Vậy cái này có chia cho 3 không? À, đó. Hoặc là A chia cho 3 cái xong luôn. Khi đó A bình phương đương nhiên chia cho 3. Nhưng thầy muốn chúng ta để ý tới cái dạng bình phương này đã, nhắc lại chút. Vậy khi A bằng 3K cộng 1 thì A bình phương này, các con chưa học bình phương nhưng mà nó chúng ta đưa về dạng tích y như bình thường thôi, khai triển nó ra. Vậy nó sẽ là 3K cộng 1 nhân với 3K cộng 1, có đúng không? Rồi, khai triển cái này. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nói A cộng B nhân với C cộng D khai triển ra bằng gì cả lớp? Muốn nhân hai tổng. Rồi, muốn nhân hai tổng với nhau thì chúng ta lấy từng số hạng của anh thứ nhất nhân với những số hạng của anh sau. Vậy là các con nhớ cách khai triển nhá. Đầu tiên lấy anh A này ghép với hai này, tức là được AC cộng với tích AD. Sau đó lấy anh thứ hai BC cộng với gì? BD. À, ví dụ đây là cái nhân hai. Thế ví dụ như một anh hai mà nhân với một anh ba, C cộng D cộng A xem bằng gì nhỉ? Theo quy tắc lấy từng số hạng của anh thứ nhất nhân với các số hạng của anh sau rồi cộng lại. Vậy ta được gì đây cả lớp? Các con nhớ nhá, cái quy tắc nhân là chúng ta, cái quy tắc ghép các con phải ghép đúng thứ tự, chứ các con đừng có ghép loạn. Nhiều bạn là đi lấy AC xong cộng BC này, xong lại AD cộng với lại BD, như thế nó hơi loạn, nó không đúng với cái trình tự là thuận mắt nhìn từ trái sang phải. Lấy từng anh thứ nhất nhân với từng số hạng anh thứ hai, sau đó cộng lại. Vậy tương tự như này thì các con khai triển cho thầy nhỉ? AC cộng với gì? AD cộng với gì? AE cộng với gì nữa? BC cộng BC cộng BA. À,
Chính xác, đây là cái mà chúng ta cần phải nhớ. Đúng chưa? Đấy, các bạn khai triển như vậy là rất chính xác. Đó. Chưa hiểu á? Đấy, vậy thì con bảo sao? Em chưa hiểu là cái phần trước đấy á. Chưa hiểu chỗ này gì? Đấy là quy tắc, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh quy tắc này được. Rồi, do một bạn chưa hiểu, do đó là thầy sẽ chứng minh cái quy tắc này cho chúng ta. Đó là dựa vào gì? À, vậy các con biết cách nhân một cái M nhân với C cộng D rồi đúng không? Cái này ai biết đúng không? Bằng gì nhỉ? Bằng gì? MC cộng M. Vậy thì thầy thay M bởi A cộng B. Thay M bởi A cộng B xem như nào nhỉ? A cộng B nhân với C cộng D này bằng em, đây chính là M. Vậy nó chính là A cộng B nhân với C đúng không cả lớp? Đúng không? À, cộng với A cộng C nhân với D và khai triển ra, sau đó ghép lại thì chính là được là gì đây? AC cộng BC cộng AD cộng CD đúng không? Nhưng để cho nó thuận mắt thì khi đó chúng ta sẽ ghép theo đúng thứ tự. Anh thứ nhất A nhân với C cộng với A nhân với D, à, cộng với B nhân C cộng với B nhân D. Đúng không? Hoàn toàn chứng minh được quy tắc, dựa vào quy tắc chúng ta lấy một số nhân với một tổng. Cái này ai cũng biết. Vậy thay cái số này bởi một tổng thì chúng ta cứ làm từng bước như vậy, bước như vậy. Đúng chưa? Và đây nó hình thành quy tắc và chúng ta được dùng luôn. Giờ nhớ. Vậy thì quay lại trở lại bài này. Chúng ta lấy từng anh này nhân với anh đằng sau. 3k nhân với 3k thì được bao nhiêu? 9k bình phương. 3k nhân 3k được 9k bình phương này, 3k nhân 1 được 3k. Xong lấy 1 nhân 3k được bao nhiêu? 3k. Lấy 1 nhân 1 được mấy? Được 1. Vậy cái này chia 3 dư mấy? À, đương nhiên là chia 3 sẽ là dư 1. Vậy tương tự như vậy chúng ta xét trường hợp A bằng 3k cộng 2 cho thầy xem nào. A bằng 3k cộng 2 thì A cũng 2 thêm bằng 3k cộng 2 nên 3k cộng 2. À, 3k cộng 2 nhân với 3k cộng 2. Bây giờ theo quy tắc nhân phá ngoặc cho thầy này. 3k lấy anh này nhân với từng anh này. À, 3k nhân 3k được 9k cộng 2 này. 3k nhân 2 được 6k. À, 2 nhân 3k được 6k. À, 2 nhân 2 bằng 4. Vậy các con thấy chúng ta cần xét số dư của một bình phương khi chia cho 3. Vậy các con nhìn thấy cái này chia 3 dư mấy? Dư 1. À, cũng chia 3 dư 1. À, do đó đây chính là, nếu như cần phải chứng minh thì đây chính là cách chứng minh một bình phương khi chia cho 3 dư mấy. Vậy thì hoàn toàn chúng ta chứng minh đi thử, chứng minh được ngay một bình phương khi chia cho 5 dư mấy, một bình phương chia cho 4 dư mấy, một bình phương khi chia cho 8 dư bao nhiêu, thì đây chính là bản chất của vấn đề. Đó là chúng ta lập xem cái cơ số nó chia 3 dư mấy, xong mình cứ khai triển lên. Đó, vậy chúng ta luôn có nhá, chia 3 dư 1, chia 3 dư 1. Vậy khi nào thì chia 3 dư 1 đây? Hai trường hợp này thì chính là tổng hợp lại là gì đây? A không chia cho 3 thì bình phương của nó chia 3 dư 1. Đúng không cả lớp? Cả lớp đã hiểu chỗ này chưa? Đây chính là chứng minh. À, vậy thì bây giờ quay ngược lại biểu thức này, có bạn nào nhận xét được vấn đề chưa? Vậy thì chúng ta thấy nếu như mà bỏ qua số 3 trong các anh này mà đều không có số 3 mà nó là các số nguyên tố, vậy các bình phương này chia 3 dư mấy? Dư 1. Dư 1. Vậy thì tổng 3 anh này lại chia 3 dư mấy? Dư à, chia hết. Dư không tức là nó chia cho 3 đúng không? Chia cho 3, vậy nó có thể là số, vậy nó có thể là số nguyên tố được không? Đấy, mấu chốt chính là như vậy, mấu chốt của bài này. Đó chính là gì đây? Một bình phương, tại sao nghĩ tới bình phương? Bởi vì người ta cho dưới dạng mũ 2, một loạt các cái mũ 2. Do đó người ta nghĩ tới cái kiểm tra xem cái bình phương đấy chia cho 3. Thường là những số chính phương người ta sẽ lưu tâm tới gì? Chia cho 3, chia cho 4 và
chia cho 5. Đấy là những cái người ta rất hay thực. Đó, sau đó mới nâng dần lên 8. Đó. Vậy qua những cái nhận xét đấy thì chúng ta bắt đầu có lời giải. Đó. Rồi, vậy thì từ đây chúng ta giải thì lại đơn giản rồi. Chúng ta thầy chứng minh cái này để cho chúng ta gọi là hiểu bản chất vấn đề xét số dư của một bình phương. Đó, có thể đi làm được. Nhưng khi giải đi thi thì chúng ta hoàn toàn khẳng định luôn được. Đó là một bình phương, nếu như số đấy không chia cho 3 thì nó chia 3 dư 1 mà thôi. Do đó chúng ta có rất đơn giản là này. Nếu như trong 3 số kia không có số nào chia cho 3. Nếu trong 3 số à, nếu cả 3 số chứ, đúng không? Nếu cả 3 số P, Q và R đều không chia cho 3 khi đó mà một bình phương, mà một bình phương chia 3 chỉ có thể dư 0 trong trường hợp là số đó chia cho 3 hoặc dư 1 trong trường hợp là số đó không chia cho 3. Đó. Từ đây ta suy ra 3 số này đều không chia cho 3. Mà chúng ta khẳng định lại cái câu này. Các con nhớ là phải khẳng định lại cái câu này nhé. Một bình phương chia cho 3, dư 0 nếu như số đó chia hết và dư 1. À, vậy thì từ đây ta suy ra P bình phương, Q bình phương và R bình phương chia 3 dư mấy đây? Dư 1. Mỗi số này đều chia 3 dư 1. Vậy tổng của nó à, cộng Q bình cộng R bình chia 3 dư 3 hoặc là đưa về dư 0 luôn. Đúng không? Do đó P bình cộng Q bình cộng R bình chia hết cho 3 đã. Mà nó đương nhiên lớn hơn 3, bởi vì đây là 3 số nguyên tố không chia cho 3, do đó nó lớn hơn 3. À, mà P bình cộng Q bình cộng R bình luôn lớn hơn 3. Vậy từ đây suy ra nó là hợp số. Là hợp số. Mà là hợp số thì đương nhiên là loại, đúng không? Ừ. Vậy thì chúng ta thấy nếu cả 3 số này không chia cho 3 thì loại. Do đó là ít nhất phải có một số chia cho 3, đúng không? Ờ, thế có ít nhất một số chia cho 3 thì xong chưa? Xong rồi đấy. Có một số ít nhất một số chia cho 3, vậy thì số đấy phải bằng mấy? Bằng 3. Bằng 3 mà đây người ta nói gì đây? 3 số nguyên tố liên tiếp, trong đó có một số là đóng đinh số 3 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ra ngay được các trường hợp, đúng không? Đó là gì? 2, 3, 5 và gì? 3, 5, 7. Ờ, hết rồi, chỉ có thế thôi, đúng không? Đó, do đó chỉ có 2 trường hợp mình thử ra thôi, sau đó lựa, đúng không? Vậy trong 3 số phải có một số chia cho 3. Trong 3 số P, Q, R phải có một số chia cho 3. Đơn giản thế thôi. Vậy thì chúng ta sẽ có 2 trường hợp. Do đó chúng ta có mà nó là 3 số nguyên tố liên tiếp. Liên tiếp. Vậy thì anh 3 phải có mặt trong này. Vậy nó sẽ là 2, 3, 5. Đây là cặp thứ nhất. Và cặp thứ hai đó là gì đấy? 357. Vậy với 235 mình kiểm tra xem 2 bình, 3 bình, 5 bình có là số nguyên tố không? Thế đó, tổng này bằng bao nhiêu? 2 bình, 3 bình, 5 bình. Chẵn, à, nhìn nhanh này, lẻ lẻ ghép với chẵn, vậy anh này là chẵn. Chẵn. À. Chẵn, vậy cái này là sẽ loại này, về sau là chúng ta sẽ loại được. Bởi vì đương nhiên là nó lớn hơn 2 mà chia cho 2 thì nó không phải là số nguyên tố. Thế còn cái cặp này thì tổng bằng bao nhiêu? Lẻ. Lẻ, nhưng mà người ta bảo là số nguyên tố, vậy chúng ta phải đưa thẳng ra giá trị của nó xong kiểm tra nó có đúng là số nguyên tố hay không. Chứ lúc này không phải dùng chẵn lẻ nữa. 83. 83 nó có là số nguyên tố không? Không.
ba là số thỏa mãn, là số nguyên tố, vậy cái này thỏa mãn. À, vậy do đó cặp này chúng ta lấy, đây chính là kết quả bài toán. Đó, loại là cứ xuất hiện bình phương các con phải lưu tâm tới chia cho 3, xét đồng dư 3 đầu tiên. Mà đặc biệt đối với số nguyên tố thì đồng dư 3 không được thì đồng dư 5, tức là xét số dư khi chia cho 5, 3 hoặc 5. Còn đối với lại là cái số chính phương về sau chúng ta học mà không liên quan tới số nguyên tố thì chúng ta với bình phương lại phải để ý tới tính chia cho 4 nữa. Một bình phương chia cho 4, xem có thể dư những số dư là gì. Do đó cái tính chất về một bình phương số dư rất là quan trọng nha. Đấy, như là đề thi học sinh giỏi lớp 9 thành phố Hà Nội năm ngoái đấy, có một bài rất đơn giản và là bài đầu tiên liên quan tới số học, cũng chỉ có sử dụng tính chất khi xét đồng dư 3 thôi, bình phương khi chia cho 3. Vậy chúng ta thấy này, với cái loại nhỏ hơn này thì không thể đi xét đồng dư hay là gì gì được, đúng không? Đúng rồi, đúng không cả lớp? Đúng không? Xét đồng dư vô nghĩa, bởi vì nó không nói rằng anh này là số nguyên tố hay là gì cả, mà nó chỉ nói là tích bé hơn 3 cái tổng xoay vòng này, tích 3 anh bé hơn tổng xoay vòng. Đó, vậy mấu chốt của bài này đó là gì? Tìm, vậy thì chúng ta vẫn nhớ rằng là khi tìm thì thường là gì? Các số nguyên tố đấy nếu như tìm được thì nó chỉ là những số bé bé thôi, đúng không? Những số chúng ta quen biết, à loại nhỏ. Vậy thì khi mà nó tăng lên thì chúng ta thấy bài này không thể đưa về đồng dư được, không xét tính chẵn lẻ được. Vậy thì mấu chốt bài này đó là gì? À không phải, không phải số 2 hay không. Mấu chốt ở đây nó chính là cái biểu thức này. Nhưng các con nhận thấy khi ABC nó tăng lên, bạn nào nói được mấu chốt vấn đề thì chúng ta mới nhìn ra được cái hướng. Khi nó tăng lên thì các con thấy rằng là nhận xét về những cái này nó thế nào. Cái này nó hơi mang tính gọi là trừu tượng thì cũng không phải, nó giống như gì vậy. Bây giờ các con thấy này, khi các số rất lớn thì các con thấy hai cái biểu thức này nó như thế nào đấy. Anh nào tăng nhanh hơn, dựa việc nhân với việc cộng. À đấy, đúng rồi, mấu chốt của bài toán là các con thấy này, khi ABC nó chỉ cần tăng lên tới một mức nào đó thôi, các số vừa phải thôi chứ chưa cần phải rất lớn nhá, thì cái tích này bao giờ cũng phải tăng nhanh hơn anh này, đúng không? À đấy chính là mấu chốt của để xử lý bài này. À đó, đấy, bây giờ chúng ta thử nháp bài này tí xíu xem nào. Đấy là cái mấu chốt để chúng ta có thể bắt đầu là ép rồi đấy. Chúng ta thấy rằng là khi mà anh này tăng lên một cái mức nào đó, cái dạng tích tăng nhanh lắm, còn tổng thì nó sẽ tăng rất là từ từ. Đó. Vậy các con nháp bài này tí xíu nhá, xem tình hình nào. Qua cái nhận xét đó thì đối với những bài này người ta sẽ gọi là làm theo phương pháp chặn. Vậy chúng ta thấy A bé hơn B, bé hơn C. Vậy thì các con thấy bên phải này nó sẽ bé hơn cái gì? À, chúng ta thấy cần phải chặn được một anh. Vậy chúng ta thấy là bài này nó chỉ có khoảng vài cái số bé bé thôi. Vậy chặn như nào? Đấy, chúng ta phải lợi dụng được cái A bé hơn B, bé hơn C để chúng ta so sánh cái tổng AB, BCCA này với tích của hai số nào đó. Sau đó chúng ta lợi dụng bên này là tích của ABC, vậy chia hai vế cho một cái tích đó thì nó sẽ lộ ra cái số quan trọng. Đã bạn nào so sánh được chưa? Mấu chốt chính là so sánh đấy, để chặn một cái bên trên của một số. À, con nói xem nào. Bé hơn B, bé hơn C có nghĩa là BC là lớn nhất. À. AB cộng BC cộng CA là bé hơn 3BC. À, đúng rồi. Đấy, chính xác. Điểm mấu chốt ở bài này nó là như vậy. Chúng ta thấy ABC, A bé hơn B, bé hơn C. Mà chỗ này là tích xoay vòng từng anh. Vậy để... Đấy, từ đây bài này chúng ta thấy này, đưa dồn về một anh
thì khi đó chúng ta sẽ ví dụ dồn ba anh này về anh AC chẳng hạn, thì chúng ta thấy chia hai vế cho AC nó hết sẽ hết, hoặc dồn về BC chia hai vế cho BC nó sẽ hết, dồn về AC chia hai vế cho AC sẽ hết, đúng không? Đấy là ví dụ như vậy. Nhưng vấn đề dồn anh nào, dồn anh nào thì chúng ta phải dùng được tính chất bắc cầu. Vậy muốn bắc cầu thì chúng ta so sánh ba anh này với anh lớn nhất đi, đúng không? Lớn nhất của ba anh này chính là gì? Như bạn nói ba số này, vậy thì tích lớn nhất chính là hai anh lớn nhất này, BC. À, vậy từ đây chúng ta có được là AB và AC đều nhỏ hơn BC. Vậy thì từ đây ta có ABC này bé hơn AB cộng BC cộng CA, dồn hết về BC thì sẽ chặt ra A bé hơn 3. AB và BC cộng BC cộng BC, cái này bằng 3BC. Vậy ta có tích ABC bé hơn 3BC. Vậy từ đây A phải bé hơn mấy? Bé hơn 3. A bé hơn 3 mà A là số nguyên tố. À, do đó ta có được A bằng 2. Đóng đinh A bằng 2. Đúng không? A bằng 2, vậy thì thay vào đây chúng ta thử so sánh tiếp xem nào. Đó. Đúng không? Vậy thì thay bằng 1 đi. Vậy thì từ 1 ta suy ra đến đây cứ thay vào xem tính tiếp này. Ta có 2 lần BC phải bé hơn A bằng 2, tức là 2B cộng với BC cộng với 2C. Tương tự bây giờ chúng ta lại làm sao dồn được về một, so sánh cái với một biến đi, để lúc đó chúng ta lại rút chia hai vế giống như bên trên này, chia cho cả cụm BC. Vậy so sánh chỗ này như nào nữa? Vậy muốn bắc cầu được thì chúng ta phải gì đây? Phải so sánh giữa các số này với anh nào đây? 2C với C. À, với C. Đúng rồi, so sánh với 2C. Vậy thì thử bắc cầu cho thầy xem nào. Đây, chúng ta thấy hai bên có cùng BC thì nên rút một BC đi ạ, đúng không? Đúng không cả lớp? BC sẽ bé hơn 2B cộng 2C. À, BC bé hơn 2B cộng 2C. Vậy muốn bắc cầu được chúng ta phải so sánh cái gì đấy? Anh này bé bao nhiêu đấy? B bé hơn C. Vậy dồn về một anh lớn thì chúng ta mới bắc cầu được bé hơn gì đấy? 2C cộng 2C. Tức là chúng ta có BC bé hơn bao nhiêu? 4C. Vậy B bé hơn mấy? B bé hơn 4. À, mấu chốt là lại ra được B bé hơn 4. B bé hơn 4 mà B lại lớn hơn A, mà B là số nguyên tố, vậy B bằng mấy? 3. À, mà 3. B thì lớn hơn A bằng 2 này. B lại là số nguyên tố, do đó B bằng 3. B bằng 3. Vậy thì C bằng bao nhiêu? C là 5. Tại sao C sẽ bằng 5? Tại sao C bằng 5? Vậy thì chính là vẫn là mấu chốt khai thác cái biểu thức này, đúng không? Lại thay nó vào đi. Bởi vì chúng ta đã tìm ra được A và B rồi thì cứ thay vào đấy, xong nó mới nhìn ra được vấn đề tiếp. Chúng ta thấy A bằng 2, B bằng 3, vậy ta có 6C bé hơn này. A nhân B nó là mấy đây nhỉ? 2 nhân 3 là 6 này, cộng với 2 3C cộng với 2C. Vậy từ đây chúng ta thấy 5C chỗ này là gì? 6C bé hơn 5C cộng 6, tức là C bé hơn mấy? C bé hơn 6. Mà C lại lớn hơn B. C là số nguyên tố, vậy C bằng mấy? À, C bằng 5. Đó, đấy là đối với lại của loại mà có bất đẳng thức. Cái dấu lớn hơn hay bé hơn ấy thì người ta gọi là bất đẳng thức. Vậy với cái loại bất đẳng thức này thì chúng ta thường là gì? Đó là đi, nếu như đề bài không cho như vậy thì chúng ta cũng nên giả sử. À, giả sử A, bởi vì cái biểu thức này nó dạng là gì đấy? Đối xứng. Nếu như đề bài không cho như vậy, nhưng cho như vậy chính là gợi ý này. Còn nếu như không cho như vậy, người ta chỉ nói mỗi này thôi, tìm ba số nguyên tố A, B, C thỏa mãn. Vậy thì phương pháp bài này chính là làm sao? Dùng bất đẳng thức luôn. Mà bất đẳng thức thì chúng ta phải chặn trên được một anh.
bản thân nó là số nguyên tố mà nó bị chặn trên bởi một số nào đó, do đó chúng ta hoàn toàn có thể thử được. Và muốn chặn trên được thì ta phải so sánh. Muốn so sánh được thì mình phải có được là gì đây? Giả sử theo một thứ tự nào đó. Đó, mấu chốt giải bài dạng này nó là như vậy. Đó, chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Tìm số nguyên tố x, y, z thỏa mãn. Rồi, vậy bây giờ các con quan sát biểu thức này cho thầy xem có gì đặc biệt. Rồi từ đó đi tìm hướng của bài toán. Đó, vậy là dạng lũy thừa. Dạng lũy thừa thì như thầy nói bao giờ thế? Quan tâm đầu tiên về số nguyên tố dưới dạng đẳng thức, đó là tính chặn lẻ. Mà để tính chặn lẻ cho rạch ròi nhất thì các con nên bỏ cái trường hợp là số 2 đi. Thì chúng ta sẽ rất rạch ròi về cái gọi là tính chất của các số từ số 3 đổ lên nó luôn thế nào nhỉ? Luôn lẻ. Đấy là cái mà chúng ta thử đầu tiên đối với loại số nguyên tố mà cần phải đưa ở dưới dạng đẳng thức. Rồi các con nhát tí xíu nhá và nhận xét xem là có ra được vấn đề bài này hay không. Rồi con đợi mọi người tí xíu để mọi người cùng quan sát một chút đã. Rồi, rất nhiều bạn sẽ quan sát ra. Nhớ nhá, để quan sát tới tính chất lẻ của các biểu thức liên quan tới lũy thừa hay số nguyên tố, các con cứ mạnh dạn dẹp bỏ số 2 đi, xem nó có vấn đề gì đặc biệt. Bao giờ như vậy? Bởi vì có một mình số 2 nó có một đặc điểm là chặn, thế còn lại nó nguyên lẻ về số nguyên tố. À, vậy là có những bạn nhìn ra rồi đấy đúng không? Vậy bây giờ quan sát biểu thức này thì chúng ta thấy gì đây? Nếu dẹp bỏ số 2 trong các số x, y, z này đi, L số 2 đi, bỏ qua số 2 từ số 3 đổ lên, thì chúng ta thấy cái biểu thức này có gì đặc biệt? À, đó là chúng ta thấy này. Chính xác các bạn nói ra vấn đề rồi. Đó là chúng ta thấy giả sử các số này mà chúng ta bỏ qua cái trường hợp mà tất có một số 2 đi, thì chúng ta thấy anh này là lẻ, y cũng lẻ. Vậy lẻ mũ lẻ thì nó ra gì? Lẻ. Lẻ mũ lẻ cộng 1. À, ra số chẵn. Vậy phi lý liền. À, đúng không? Vậy phi lý liền. Đó, rất đơn giản đấy thôi, đúng không? Vậy từ đây chúng ta thấy x mũ y nó không thể lớn hơn mấy? Không thể lớn hơn mấy? À, nhưng mà bây giờ tức là nhá, chúng ta nhìn ra vấn đề rồi. À, không thể lớn hơn, không thể lớn hơn 2 được, đúng không? Bởi vì nếu lớn hơn 2, à, do đó vậy thì bài này xử lý như nào? Xét ngay cái trường hợp là gì đấy? Z gì? Xét ngay trường hợp là Z bằng 2 để tìm ra x, y. Khi Z lớn hơn 2 thì Z lẻ vậy x mũ y phải là gì đấy? Do đó tính tiếp. À, đó, chúng ta thấy rằng là sau khi đã nhìn ra được cái bỏ số 2 đi rồi, vậy mấu chốt ở bài toán này đó là nếu như x, y vọt qua 2, anh này luôn lẻ và anh này sẽ là luôn chẵn. Vì vậy mình xét cái trường hợp luôn nó bằng 2 đi và nó lớn hơn 2, suy ra nó phải lẻ, lại quay lật ngược lại như vậy. Ta có này, khi giả sử khi Z bằng 2 này, vậy thì khi đó chúng ta có x mũ y cộng 1 bằng 2, suy ra x mũ y bằng mấy đây? X mũ y bằng 1. Vậy x mũ y bằng 1 khi nào? X mũ y bằng 1 khi x bằng 1. Vậy chúng ta có hai trường hợp khi x bằng 1 và nó gì đây? Với mọi y. X bằng 1 với mọi y nhá. Và trường hợp thứ hai đó là gì? Một lũy thừa bằng 0 à bằng 1 khi nào? Khi số mũ bằng 0 và với mọi cơ số. À, trường hợp 2 chính là y bằng 0 và cũng là gì? Với mọi x khác 0. À, vậy thì cả hai trường hợp này đều loại không? Đương nhiên loại, bởi vì là x, y, z là các số nguyên tố, thế thôi, đúng không? Vậy trường hợp thứ hai khi z lớn hơn 2. Khi z lớn hơn 2 thì đương nhiên z lẻ. Z lẻ, vậy chúng ta có x mũ y cộng 1 thế nào đây?
lẻ. Do đó x mũ y chẵn. À. Vậy chẵn ở đây sẽ có chỉ có thể suy ra x chẵn đúng không? À, suy ra x chẵn. X chẵn suy ra x bằng 2. Vậy đến đây làm sao tìm được y? À không, vậy thì lại phải thay lại biểu thức này. Chúng ta có 2 mũ y cộng 1 bằng z. Vậy đến đây làm nào? Đó, vậy thì bài này liên quan tới một cái tính chất về lũy thừa đồng dư. Nó gọi là hơi quá với chúng ta một tí. Hơi quá với chúng ta. À, vậy chúng ta thấy này, nếu y lớn 2. Vậy chúng ta thấy loại này quan trọng nhất là sao? Nếu y bằng 2 ra rồi nhưng y lớn 2, chúng ta thấy này sẽ tính chất lẻ xong rồi, không xử lý được nữa. Do đó với loại lũy thừa chúng ta lại ưu tiên đi theo hướng gì? Hướng đồng dư 3. Vậy đồng dư 3 các con thử xem y nó lớn là số lẻ. Vậy các con thử xem nó 2 mũ 3 đi cộng 1 bằng mấy nhỉ cả lớp? Đương nhiên lúc này phải thử. À, vậy các con thấy đặc điểm cái số 9 này thế nào? Nhìn thấy ngay nó thế nào đấy? Chia cho 3. À, vậy thì các con thử thêm y bằng 5 nữa xem. 2 mũ 5 là 32 cộng 1. À, cũng đúng rồi. Vậy mấu chốt muốn biết là bài này phải xét đồng dư mấy, đôi khi chúng ta thử 1-2 những cái trường hợp nhỏ nhỏ thôi. Tương tự như vậy, y lẻ. Vậy thì với y lẻ các con có thể lờ cái tính chất số nguyên tố của nó đi. Các con có thể đưa luôn là y bằng 7 chẳng hạn. Vậy 2 mũ 7 bằng bao nhiêu? 1 trong 28. À, vậy mối đúng rồi. Vậy chúng ta cần phải đi chứng minh anh này luôn chia cho 3. À đó. Vậy từ đây chúng ta có gì đây? Xét đơn giản nhất đó là y chẵn phải đó, đúng không? Bởi vì là y mà lẻ thì chúng ta phải đi tính tiếp, do đó cái ngon ăn nhất đó là y chẵn đó. Đó là gì đây? Xét y bằng 2. Nếu y bằng 2 thì đương nhiên nó là số nguyên tố, thì chúng ta có ngay z bằng 5. Vậy thỏa mãn không? Có. À, cái này là số nguyên tố thỏa mãn. Đó, vậy trường hợp khi y mà lớn hơn 2, đúng không? Do đó à, thì y sẽ là luôn lẻ. Do đó y có dạng là 2k cộng 1. Tức là chúng ta có z bằng này, 2 mũ y cộng 1 bằng 2 mũ 2k cộng 1. Vậy cái này nó chính là gì đây? 2 nhân với 2 mũ 2k cộng 1, tức là bằng 2 nhân với 4 mũ k cộng 1. À, bài này hơi khó hơn với chúng ta một tí, bởi vì thầy chưa dạy phương pháp quy nạp, hoặc là chưa dạy liên quan tới cái gọi là một số lũy thừa. Khi chia cho cái cơ số nó lớn hơn cái số chúng ta cần xét là bao nhiêu ấy, lớn hơn một đơn vị thì lũy thừa lên nó luôn chia số đấy dư 1. Đó. Thế còn nếu như không sử dụng tính chất đấy thì chúng ta có thể dùng quy nạp chứng minh được liền 4 mũ k chia 3 dư 1. À, luôn chia 3 dư 1. Đấy, do đó là rồi. Vậy với bài này thì cái phần này nó hơi vượt kiến thức so với lại là cái ý định của thầy định dạy. Do đó chúng ta sử dụng luôn đi. Thế còn là sang cái buổi quy nạp thầy sẽ chứng minh cho chúng ta biết dùng phương pháp quy nạp để chứng minh anh này chia hết. Thế còn dùng đồng dư thì chúng ta có thể là dùng đồng dư luôn này, thì chúng ta các bạn có thể là dùng luôn được này. Nhưng mà cái này thì chứng minh với chúng ta là lớp 6 nó sẽ cũng chưa hợp lý lắm nếu như không dùng quy nạp. Đó là dạng là gì đây? 3k cộng 1 lũy thừa m thì luôn chia 3 dư một. Đó. Vậy từ đây chúng ta thấy cái này 4 mũ k luôn chia 3 dư 1. Vậy từ đây cái anh này là 2 nhân 4 mũ k cộng 1 dư 1 này, nhân với 2 là dư 2, dư 2 cộng 1 dư 3,
dư 3 tức là anh này chia hết cho 3. Do đó nó là hợp số. Bởi vì anh này cũng luôn lớn hơn 3, đúng không? Chia cho 3 mà nó lại là luôn lớn hơn 3. Là hợp số thì đương nhiên loại. Do đó chúng ta thấy bài này chỉ có đáp số là gì đấy? Là x bằng 2, y bằng 2 và x bằng 5. À, 2, 5 và x bằng 2. Đó. Do đó là tìm mấy cái số nguyên tố liên quanh, chúng ta thấy chỉ có mấy cái số 2, 3, 5, 7 hết. Còn nếu không là không có. Liên quan tới số dư, à, một số nguyên tố mà chia cho một số nào đó mà lại có số dư, thì đặc điểm của số dư này là gì? Đây chính là loại bài này. Một số nguyên tố chia cho 30 có số dư là, người ta coi là R đi. Tìm R, biết rằng R không là số nguyên tố. Vậy thì chúng ta đưa về dạng biểu thức đi cho dễ nhìn, có đúng không cả lớp? Vậy một số nguyên tố này ta giả sử nó là gì? B. B. À, vậy chúng ta có này, B khi chia cho 30 thì sẽ được kết quả là một số Q nào đó, đúng chưa? Thường là Q. Và cộng với dư là gì? R. Vậy bây giờ quan trọng nhất là cái R này nó thế nào? Phép chia cho 30 mà có số dư. À, không bé hơn R và 30. Đó là thằng mấu chốt. Đương nhiên R phải thuộc tự nhiên nữa. Vậy từ đây các con quan sát biểu thức này, người ta bảo gì? Biết rằng R không là số nguyên tố mà lại phải đi rằng là tìm R. Vậy nhỏ hơn 30 mà không là số nguyên tố thì chúng ta thấy nó là hợp số rồi. Nhưng bây giờ làm nào, không lẽ chúng ta liệt kê các trường hợp giả? Phải có lập luận một chút, sau đó mới gọi là gì, loại trừ đi. Vậy có bạn nào lập luận được không? À, vậy mấu chốt ở đây chính là phép chia cho 30. Phép chia cho 30. Vậy 30 chúng ta thấy này, nếu như R nó loanh quanh, nó chỉ là có liên quan tới, dính tới những số nào thì cái số này sẽ là hợp số nhỉ? Loanh quanh ví dụ R nó dính tới số nào? 2 chẳng hạn này. Nó lại dính tới số nào nữa thì nó sẽ là hợp số đây. Chúng ta thử đi. 3 5. À, vậy tại sao lại thế? Bởi vì chúng ta thấy cái 30 mấu chốt chính là số 30 này. 30 nó chính là tích của các số nguyên tố 2, 3, 5. Đây chính là mấu chốt. Nhân với Q cộng với R. Đây, cái này nó là số nguyên tố. Vậy thì chúng ta thấy, mà đương nhiên cái anh này, một số nguyên tố chia cho 30. Vậy chúng ta thấy này, nếu như mà P mà lớn hơn 2 đi, P mà lớn hơn 2, 3, 5, vậy thì chúng ta thấy R này, nếu như R mà lớn hơn 2, 3, 5 nhá, thì đương nhiên P lớn hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy nếu như R mà chia hết cho 2, 3, 5 thì P nó là hợp số hay là số nguyên tố? Hợp số. À, là hợp số. À, đấy là cái chúng ta nhìn ngay ra, bởi vì cái anh này luôn chia hết cho 2, 3 và 5. Anh này luôn chia hết cho 2 này, chia hết cho 3 và chia hết cho 5. Do đó chúng ta phải quan tâm tới cái R này, xem nó có chia hết cho 2, 3, 5 hay không. Nếu nó chia hết thì sao? Nếu chia hết quay ngược lại là P nó sẽ là hợp số liền, có đúng không? À, đó, mấu chốt. Vậy từ đây suy R bằng mấy đây? Vậy R bằng mấy? À, có đúng không? Vậy là R là bằng mấy? Chính xác là bằng 1. Đúng không? Vậy thì đây chúng ta thấy này, để lập luận chặt chẽ, chúng ta có này. Nếu như mà thứ nhất, nếu như R mà lớn hơn 5. Nếu R mà lớn hơn 5. Đó. Vậy chúng ta thấy khi đó
Nếu như mà R chỉ chia hết cho một trong ba số, hết cho một trong ba số 2, 3 và 5 thì khi đó P cũng sẽ chia hết cho một trong ba số này. P cũng chia hết cho một trong ba số này. Do đó gì đấy? Do đó P là hợp số, mình khẳng định đã, và do đó sẽ là loại đã. Đó. Đúng không? Vậy đến đầu tiên là chúng ta khẳng định là nếu như R mà lớn hơn 5 thôi thì đương nhiên P nó cũng sẽ lớn hơn 2, 3 và 5. Đó, và khi đó chúng ta thấy mà cái phép chia dư này mà nếu như R chia cho những cái số này thì đấy. Vậy thì từ đây chúng ta thấy gì đấy? Tìm R biết rằng R không là số nguyên tố. R chỉ có 2 ức đấy. Đấy là 5. Vậy từ đây chúng ta thấy R không thể, nếu như mà lớn 5 thì không thể chia cho một trong ba số này. R phải bé hơn 2. Bé hơn 5. R bé hơn 5. R sẽ bằng 4, 3, 2, 1. Trong đó là tìm một ba chỉ ghép cho 2. Đúng rồi. Ta sẽ chia cho 2, chia cho 3 là R sẽ bằng 1. Đó. Bài này chính là cuối cùng là ta tìm ra được là R bằng 1. Thì đấy là cái loại bài mà liên quan tới chia mà có số dư. Vậy mấu chốt của những bài này đó là gì? Đó là chúng ta để ý cái số chia. Số chia chúng ta sẽ phân tích ra được thành những số nguyên tố nào, thành các số 2, 3 và 5. Sau đó chúng ta nhận xét cái R này, nếu như có R cũng cùng chia cho một trong các số này thì khi đó P nó nhảy sang là hợp số liền. Đó. Do thời gian sắp hết, do đó thầy sẽ hướng dẫn nhanh chỗ đấy. Tương tự như vậy, chúng ta có một bài này chẳng hạn. Đấy. Một số nguyên tố chia cho 42 số dư là R. Tìm R, lần này lại biết rằng R là hợp số. Đó. Vậy thì các con biết ngay là cái này là cần phải xét cái số 42 này phân tích ra thành tích của anh nào chưa? 2, 3 và 7. 2, 3 và 7 mà số dư R thì sẽ bé hơn 42. Nó là những cái số tự nhiên nó hơi nhỏ nhỏ một chút. Cộng với chúng ta gõ tiếp, biết rằng R là hợp số. Đó. Từ đó chúng ta có thể tìm được R, lập luận một chút. Đó. Đó, thì đấy là liên quan tới một số những cái bài toán về tính chất về số nguyên tố. Rồi, vậy thì hai cái bài này thầy sẽ cho bài tập về nhà nhá. Sau khi hướng dẫn sơ sơ thì đây là hai cái bài là bài tập về nhà. Đó là câu 11 và câu 12. Đó, thầy đến chỗ này là thầy sẽ, tại sao thầy dừng lại một chút là để cho chúng ta về nhà tự lập luận trình bày nốt, là tập luận luận cho nó thật chặt chẽ đi. Đây mới chỉ là lập luận sơ sơ thôi. Còn các bạn cần phải lập luận chặt chẽ nữa. Để tìm ra được là R bằng 1 mà sao cho nó ngắn nhất thì chúng ta thử làm xem tình hình nào nhá. Đó, ok. Đó, buổi học hôm nay chúng ta dừng đây nhá. Thầy chào các bạn. Em chào thầy.